Coi, thân xin chào hết tất cả những cô chú bác anh chị em thường xem kênh YouTube của Hằng Kali và cũng như yêu mến Hằng Kali bấy lâu nay. Thì hôm nay Hằng có một chút xíu nữa nói về David, tại vì thật ra hôm nay Hằng muốn thông báo luôn là tình trạng của David như thế nào và Hằng sẽ đối với David như thế nào. Đây, hôm nay Hằng sẽ nói tận tình hết. Thì các bạn nhớ xem hết cái video và nghe Hằng nói về trường hợp của David như thế nào thì mới bình luận nữa nha. Tại vì cũng rất là nhiều lần khi Hằng nói, các bạn cứ xem hết cái video đi rồi hả bình luận. Tại vì đôi khi Hằng nói giữa đoạn giữa mà các bạn cũng mới vô xem thì cứ hỏi hoài hà tại sao không vậy. Thì Hằng nói rồi là Hằng không có thể trả lời từng cái comment được. Cho nên từ trường hợp tất cả các anh em nào cũng vậy, khi Hằng nói về một cái trường hợp của những anh em nào đó thì các bạn hãy xem hết, theo dõi để nghe Hằng nói chính xác về cái gì. Rồi đó là một cái câu trả lời trong cái video của Hằng đang nói. Chứ chưa có xem mới bật lên cái video Hằng chỉ viết cái chủ đề về cái người đó thì các bạn vô bình luận là hỏi cái người đó bây giờ sao vậy, tại sao phải như vậy. Nhưng mà Hằng đã trả lời trong video rồi thì Hằng không có trả lời comment. Thì that's why đây, trước khi đầu tiên cái video thì Hằng nói rõ với các anh chị em có xem thì nhớ, nếu mà mình muốn xem hết cái trường hợp của những người đó như thế nào thì mình chịu khó một chút để mình nghe Hằng nói hết coi cái tình trạng của những anh em vô cư tùy theo từng người đó như thế nào. Thì khỏi cần phải lặp lại hỏi, tại vì sorry là Hằng không có thể trả lời từng cái comment. Nhưng sometimes bắt buộc Hằng phải trả lời một hai cái comment, tại vì sometimes một hai cái comment đó là nói chuyện trong cái cách bình luận là hầu như chưa bao giờ xem video của Hằng. Và khi vô bình luận của một cái người nào trong chương trình của Hằng đang làm thì nói một cái cách giống như là chưa bao giờ coi, mà mình mới vô coi một cái đoạn clip về cái người đó thôi, mình không chưa biết họ từ đầu là họ là bị cái gì hay là cái gì đó, thì người ta lại bình luận và nói. Thì cho nên đôi khi sometimes Hằng đọc những cái comment đó, Hằng biết chắc chắn là những người đó không bao giờ theo dõi thường xuyên kênh của Hằng Đát Quay, người ta không có hiểu, thì sometimes Hằng có trả lời một hai cái bình luận thôi. Đó, còn ngoài ra những chị em mà thường hay xem kênh của Hằng, mà ai mà xem từ đầu tới cuối thì hiểu từng nhân vật của những anh em vô cư hết rồi như thế nào rồi. Và hôm nay sẵn đây thì thực ra của David hôm nay Hằng cũng muốn nói một lần để kết thúc về David luôn, chứ Hằng cũng không có muốn dây dưa. Tại vì khi một người mình cố níu họ, mình cố kéo họ, nhưng họ cứ nắm cái tay họ chì lại và họ quyết là họ không đi theo con đường của mình hướng dẫn. Ok, bây giờ Hằng sẽ bắt đầu cái câu chuyện về David. Thực ra Hằng cũng muốn nói lên đây hết cho tất cả những cô chú anh chị em lâu nay cũng theo dõi David và yêu mến David rất là nhiều, thì Hằng cũng không có muốn để cho những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân mà yêu mến David mà thất vọng về David. Cho nên Hằng không có giấu giếm bất cứ một cái gì, tại vì những anh em nào khi giúp được họ cái gì tới đâu Hằng đều thông báo hết, chứ Hằng không bao giờ giấu giếm. Hằng nói ở đây, họ làm tốt được tới chừng nào thì Hằng thông báo được tới chừng đó là tốt, còn tới chừng nào họ không tốt thì Hằng vẫn thông báo là họ không tốt. Chứ thực sự họ không tốt, không có bao giờ Hằng dám nói lên đây là họ rất là tốt. Cho nên chưa bao giờ Hằng bảo đảm một anh em vô gia cư nào rất là tốt đó. Tại vì Hằng chỉ nói là khi trường hợp mà Hằng giúp những anh em từ một con số 0, họ từ một con số 0, nếu các bạn có theo dõi cái chương trình của Hằng mà từ đầu tới cuối thì những trường hợp nào các bạn đều hiểu hết. Họ từ một con số 0 thì Hằng giúp lên được con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 gì đi, được nửa đoạn đường đi, đó là nửa đoạn đường tốt của họ, thì Hằng khen tới nửa đoạn đường đó họ đã tốt.
Và từ đó về sau họ có tiếp tục làm được tốt nữa hay không, Hằng vẫn thông báo hết chứ không bao giờ Hằng giấu mà để cho mọi người thất vọng là Hằng đi che giấu họ, họ đang xấu mà che giấu. Không có. Cái này là Hằng nói thật. Nếu các bạn xem và cứ theo dõi từ đây những công việc của Hằng làm, giúp được những anh em nào, trường hợp tới đâu và trong cái tình huống gì, Hằng sẽ thông báo hết. Giống như tất cả những anh em chương trình cai nghiện, hay là những anh em mà không có đi cai nghiện mà ở trên bờ hay ở dưới suối, tình trạng tới đâu Hằng đều thông báo hết. Tại vì đây là mình giúp được tới đâu, mình khả năng mình làm được tới đâu, mình báo tới đó, chia sẻ cùng cho những anh chị em xem thôi. Chứ thí dụ Hằng làm mà Hằng không có chia sẻ thì đâu có để cho các cô chú anh chị em xem mà để bình luận, đúng không? Nếu như tại vì sẵn đây Hằng làm YouTube cho nên Hằng mới chia sẻ những video đó, có mà để cho mình biết được cuộc sống của họ. Còn nếu như thực sự Hằng đi làm từ thiện không, Hằng không có làm YouTube, thì Hằng không có chia sẻ những cái hình ảnh và những cái video này lên, thì các bạn sẽ không có biết cuộc sống của những người vô gia cư và những người trong con đường sa ngã nó như thế nào. Thậm chí những người ở bên Mỹ đây, khi chưa có xem những chương trình YouTube của Hằng làm về mấy người nghiện á, thì người ta cũng không có nghĩ rằng ở San Jose này, ở trên đất nước Mỹ này mà có rất nhiều người vô gia cư và nghiện ngập như vậy. Cho nên that's why Hằng chia sẻ những video này thì các bạn mới biết và cũng có những mới có được những cái lời comment. Ok, và Hằng sẽ nói lại luôn là Hằng không bao giờ khen bất cứ một người nào là quá tốt. Mà người nào tốt tới đoạn đường nào thì nói tới đoạn đường đó. Và đoạn đường sau bắt đầu không tốt thì Hằng cũng vẫn thông báo là người đó bắt đầu không tốt. Ok, để cho các cô chú xem và khỏi bị thất vọng. Khỏi bị thất vọng là bây giờ nó đang xấu mà mình cứ đưa lên mạng nó tốt, thì sau này các cô chú bác anh chị em sẽ bị thất vọng. Cho nên that's why Hằng không bao giờ muốn những cái trường hợp đó xảy ra. Cho nên bây giờ thôi Hằng vô thẳng vấn đề về David, Hằng không có nói dài dòng nữa. Là hiện tại David ở đó thì các bạn thấy không? Khi mà nó đã biết mình, khi mình biết được cái sau này mới biết được, hồi mình Hằng biết được nó hút cách đây 3 tháng là khi Hằng mới phát hiện được thôi. Chứ thực ra nó hút hồi lúc nó bắt đầu nó đi bụi đời 13 tuổi là nó đã hút rồi. Lúc nó đi bụi đời 13 tuổi nó đã hút rồi đó. Chứ không phải là nó mới hút ở đây mấy tháng nha mọi người, không có phải nha. Đó, nó hút hồi lúc 13 tuổi, nhưng Hằng mới phát hiện ra cách đây 3 tháng. Đó, Hằng mới phát hiện cách đây 3 tháng là Hằng biết nó hút, nhưng thật sự nó đã hút hồi năm 13 tuổi. Cho nên Hằng kêu nó không đi làm thì đi cai nghiện. Mà nó nói là con hút chơi vậy thôi, hút cần sa thôi, con đâu có nghiện đâu mà đi cai. Mà nó chửi nó hàm hồ ghê lắm, chứ không phải nó nói nhẹ nhàng đâu. Con đâu có nghiện đâu mà đi cai. Không có đi cai. Nó không đi cai vậy sao con cũng đi làm hay là không? Không. Trả lời ngang nạt một câu không. Thì bây giờ các bạn nghĩ sao? Cái gì nó cũng không thì bây giờ Hằng giúp cái gì? Nó chỉ muốn ở trong nhà cô Hằng, có cái chỗ để sáng đi chơi cho đã, tối về tắm ngủ đã rồi đi tiếp. Vậy thôi, chứ ngoài ra không có đi làm. Tại vì cho dù ban ngày đi đâu đi, tối về cũng có cơm ăn mà. Đó. Rồi giờ mai mốt mà nếu nó không có tiền thì đi xin. Đi xin cái gì đó nó đổ xăng. Đó. Nó vẫn sống lại cuộc đời homeless của nó cách ở đây là từ hồi 13 tuổi tới bây giờ. Nó quen cuộc sống như vậy. Cái này là chính nó không có chịu đứng lên. Mà nó quen sống cái cuộc đời đó bây giờ. Nó sống trên bờ rồi nó đi làm như vậy mà nó không chịu nổi. Nó vẫn thích sống bụi đời. Cái này gọi là coi sao ngu không? Cho dù nó đi làm đó mà nó có lén, nó có hút, nó có tiền nó hút đó, thì thí dụ nó giấu gì mình cũng đâu có biết nếu nó chịu đi làm. Mà đằng này nó không chịu đi làm, cho nên that's why càng ngày nó cái lười biếng nó lòi ra rồi mình mới biết là là hết thuốc chữa đó. Chứ cho nên lúc trước nó gớt, khi nó gặp mình nó giả nai, gặp lần đầu tiên trong mấy tháng đầu nó rất là ngoan, kêu đi làm dạ cái gì cũng làm. Một cũng dạ, hai cũng dạ. Rồi sau này thì thôi. Nói tới là mình sợ nó chết luôn á. Mình mà không dạ lại với nó đó ha. Mình nói lớn nó một tiếng đó là nó nói là nó kêu cảnh sát bắt mình đó. Vậy không đó. Cho nên đã xoay thôi. Thì á, Hằng sợ rồi, giờ Hằng không...
Ok, Hằng sẽ nói thẳng về vấn đề của David là như thế này. Thì Hằng đã nói rồi, cũng như lần đầu tiên Hằng gặp David trên một cái trong một cái nhà của bà ngoại David, và lúc đó là Hằng dẫn ba mía đi thăm David, cho nên gặp David ở đó lần đầu tiên. Thì thật ra lần đầu tiên lúc đó Hằng cũng nói luôn, trong lúc đó thì David nó nói là con cũng là homeless luôn. Thì lúc đó bà ngoại khóc dữ lắm, bà ngoại khóc, và Hằng không có muốn nhìn, để cho bà ngoại lớn rồi bà ngoại dùng cái tay chắp lại với Hằng, chắp tay lại, và bà ngoại nói cô lại con gắng giúp cháu giùm, ba nó như vậy rồi, nhưng mà hiện tại nó cũng là homeless ở bên Iowa luôn, nhưng nó qua đây thì cô không có chỗ để cho nó ở được, ở đây là cái housing của chính phủ, cho nên một mình cô. Thì chuyện đó Hằng cũng đã biết rồi, tại vì ở bên Mỹ không có được ở housing của một người già, là chỉ một người ở thôi, cho nên cô lại con làm ơn con giúp cháu, mà cô vừa nói cô vừa khóc. Thì lúc đó Hằng mới nói không sao đâu cô, thôi nếu mà David nó còn trẻ mà nó không có vướng vô những cái tệ nạn xã hội gì hết á, thì con sẽ giúp David được. Tại vì thực sự nếu như David nó không có nghiện hút sách hay tệ nạn xã hội gì đó, thì giúp nó đi công ăn việc làm thì rất là dễ, tại vì tuổi nó trẻ mà nó sanh ở Mỹ nữa. Cho nên thì lúc đó cô có nói, Hằng nhớ như in, nó không có nghiện ngập gì hết đó con ơi, nó không có hút sách gì hết, cô bảo đảm nó không có nghiện ngập gì hết. Thì ok, lúc đó thì thực sự Hằng thấy David nó rất ngoan, gương mặt nó rất ngây thơ. Lúc quay phim lên lần đầu tiên, cái mặt nó rất còn non nớt và ngây thơ. Thì Hằng cũng không hiểu cái lúc đó, tại vì chắc cái mùa lạnh thì nó cũng trắng trẻo lắm, thì nhìn nó rất, mình rất là ngây thơ. Nhưng sau khi đó thì xong, Hằng mới đem về từng cái giai đoạn, thì cô Mai mới kêu cho qua ở đều tạm như vậy đó. Thì Hằng cũng có, chắc cũng có kể cái video trước rồi, thì ở tạm bên cô Mai được 2 tuần, rồi cô Mai cho ở 2 tuần, rồi xong rồi sau đó hai cha con dọn ra riêng đồ này kia, từng giai đoạn như vậy. Thì cho tới từng giai đoạn mà giúp David được, cho tới có được tiền của mạnh thường quân rồi này kia nọ, thì khi đó thì giữa khoảng chừng 3 tháng nay, Hằng biết một cái chuyện, câu chuyện là tình cờ Hằng đi vô một cái khu mo, nó rất là vắng, cũng gần trong cái khu Hằng và David lúc đó đang ở thôi. Thì tình cờ cách đây 3 tháng, buổi tối cũng không biết cái gì xui khiến Hằng, khoảng 9 giờ, Hằng chạy chiếc xe. Hằng chiếc xe thì chiếc xe sáng, cái đèn thì mình xịt cái đèn sáng đó, thì giống như cái phản xạ tự nhiên của mình khi thấy một người mà ngồi trong bóng tối, mà ngồi trên lề đường, mà dựa trong mấy cái căn nhà trước cửa của shopping mall mà tối thui vậy đó, thì cái phản xạ tự nhiên mình nghĩ ồ, mấy homeless nào vậy ta, mình cũng muốn gọi đèn để mình nhìn thử coi. Thì lúc đó tự nhiên Hằng gớt cả cái tim ra, là Hằng thấy David nó ngồi tối thui dựa vô đó. Thì chỉ có, mà lúc đó David đa, cái giờ của David giờ đó là giờ đi làm, cho nên that's why Hằng không có nghĩ đó là David. Mà khi Hằng thấy được David là Hằng gớt cái tim ra, nó không có đi làm mà nó trốn, nó đi lang thang bụi đời ở ngoài mo, ngoài đường nó ngồi như vậy đó. Thì lúc đó Hằng mới muốn gớt cái tim, mà Hằng dừng xe lại, Hằng nhảy xuống, Hằng nói, Hằng lạc đạt lớn lắm, David. Thì nó vừa thấy Hằng, nó nghĩ giống như là thấy ma vậy đó, nó cũng không nghĩ làm sao mà như không, mà cô Hằng mà mò tới ngay cái chỗ mà nó ngồi như vậy, mà tới hù như vậy luôn. Thì bắt đầu cô Hằng kêu lên xe. Thì lên xe xong là lúc đó Hằng đã biết ngay nó là người hút. Tại vì những người ngồi những chỗ tối tăm đi như vậy đó, tại vì Hằng đã hiểu những cái cuộc đời này, Hằng thường xuyên tiếp xúc họ mà. Thì lúc đó lên Hằng mới nói nó, Hằng mới nói là David, con khai hết cho cô Hằng, lâu nay con chơi cái gì, lâu nay con hút cái gì. Hằng làm việc với nó trên xe một hồi lâu lắm, thì nó khai là nó nói là nó hút cái cần sa, nó có hút nhưng mà nó hút cần sa. Thì nói chuyện này kia thì Hằng mới nói, bây giờ con hứa với cô Hằng, con có bỏ hay là không, nếu con không bỏ, cô Hằng sẽ công bố lên cho tất cả mọi người là con có hút. Còn nếu con hứa với cô Hằng bỏ, cô Hằng sẽ cho con một cái cơ hội để giữ cái uy tín cho con. Thì đằng nào mình, cái con đường sống mình cũng cho người ta một cái cơ hội trước. Khi cái cơ hội đó mình cho mà người ta không sửa đổi và người ta không làm được, thì mình bắt buộc mình không có còn gì mà để mà nói nữa. Cho nên trong cuộc đời, trong cái cuộc đời người, cuộc sống của con người, cái gì mình cũng phải cho người ta cái cơ hội. Thì ok, nó nói dạ.
thì nó hứa là nó sẽ không có hút cần sa nữa. Nhưng mà trong 3 tháng trước đó, nhưng từ đó bắt đầu theo dõi nó này kia nọ, thì cũng nói chuyện nó dơi dơi, bắt đầu tiếp tục nó không đi làm rồi, như Hằng cũng đã kể trên những cái video kia rồi. Thì từ khi mà Hằng đã biết được David hút là Hằng đã nói, Hằng không có thông báo lên mạng, Hằng nói là Hằng giữ uy tín cho nó, nhưng Hằng đã không bao giờ nhận tiền của Mạnh Thường Quân cho David nữa. Khi Hằng biết một cái trường hợp nào hút là như vậy nha mọi người, là Hằng không có nhận tiền của Mạnh Thường Quân, trừ khi một cái Mạnh Thường Quân đó Hằng nói thật rồi. Nhưng mà họ vẫn cố ý họ nói, vì tôi quá thương người đó, tôi không nghĩ họ hút cũng kệ, tôi cố ý tôi muốn cho người ta như vậy. Thì bắt buộc á, tại vì người ta nói là nhiều khi tôi không có biết địa chỉ để gửi thẳng cho người đó, cho nên tôi nhờ cô gửi giùm, cô chỉ có gửi giùm cho tôi thôi được rồi, chứ tôi không có khe người đó có hút hay không. Thì những trường hợp đó, những Mạnh Thường Quân đó nói quá thì Hằng có nhận vậy thôi, nhận giùm đưa thôi. Chứ còn ngoài ra, khi Hằng chưa bao giờ giấu giếm là anh em đó không có hút để Hằng nhận tiền Hằng đưa, là không bao giờ có. Khi những anh em nào có hút là riêng trường hợp David, Hằng giấu, Hằng chưa nói lên mạng trong 3 tháng trước. Nhưng Hằng không bao giờ nhận một đồng nào của ai gửi nữa mà để cho David. Khi những cô chú đó thấy David có một cái kênh YouTube và quay thì thấy dễ thương, thì có những cô, những chị có nói là muốn gửi tiền cho David, thì Hằng nói là sorry, Hằng không có nhận tiền cho David nữa. David nó có cuộc sống của nó đầy đủ, nó đi làm, nó có cái ăn cái bận rồi, cho nên bây giờ không cần giúp David nữa, cho nên Hằng không có nhận cái đồng tiền đó. Cho nên các bạn xem và xem cho rõ ha, bình luận. Chứ nhiều khi mình xem mình không có nghe người ta nói mà cứ bình luận là nói Hằng lấy tiền của Mạnh Thường Quân, mà đa số á để cho lấy tiền của Mạnh Thường Quân để cho những người hút. Nhưng mà đa số các bạn thường, các bạn hay bình luận vậy đó, là Hằng chắc chắn những người đó không có cho tiền. Còn những người mà thực sự đã chấp nhận cứ nói cứ cho tiền đó thì không bao giờ mà nhắn tin vô hay là gửi những cái comment đó nói với Hằng như vậy hết á. Đó, cho nên đây chương trình của Hằng làm từ thiện, nhưng Hằng biết ở đâu là từ thiện, nó có giới hạn về cái gì và Hằng nên làm cái gì. Chứ Hằng chưa bao giờ làm bất cứ một cái chuyện gì mà Hằng không suy nghĩ, mà Hằng làm càng, mà Hằng làm ẩu hết. Tại vì cái công việc của xã hội khi mình đưa lên pháp lịch cho cả cộng đồng biết, nó rất là khó. Mình phải rất là kỹ lưỡng trong cái việc mình làm việc. Mình nên thấy cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm. Và giống như những cái tiền bạc á, mình cũng không bao giờ đổ vô những cái chỗ cho nó phí. Đó là Hằng dám đứng ra Hằng nói một cách bảo đảm là công việc của Hằng đang làm. Hằng không bao giờ đổ những cái gì cho tiếp tay cho những anh em đó hút sách, mà Hằng đang giúp họ để cai nghiện thôi. Mà khi những anh em nào cai nghiện thành công trong trường cai nghiện ra, thì những nhà hảo tâm gửi tiền để giúp các anh em thì Hằng nhận và để trao lại cho các anh em. Còn trong lúc mà cứ nói cái miệng đi cai nghiện á, là không bao giờ, Hằng không có nhận một đồng nào cho ai nữa hết. Đó, ở đây Hằng cũng nói vậy luôn. Rồi, thì đó, sau cái vụ David như vậy thì tới bây giờ Hằng vẫn không có nhận tiền cho David bất cứ một đồng nào nha mọi người. Rồi, ở đây Hằng cũng nói thêm một cái nữa là, thì trong một tuần nay David ở nhà Hằng như vậy đó, thì David không chịu đi làm gì hết. David nói, cô Hằng có kêu David ngồi xuống và nói chuyện, thì David lúc đó nó rất là ảo giác. Nó nói có biết là cả thế giới này sắp sụp đổ chết hết chưa. Thì lúc đó Hằng rất là calm down. Hằng nói con bình tĩnh lại, con nói chuyện đàng hoàng. Ở đây cô Hằng đang muốn nói chuyện với con là muốn hỏi con cho rõ, con muốn đi làm việc hay là không, hay là cuộc sống của con hoạch định con làm cái gì đó. Thì nó nói không, con không đi làm gì hết á. Nó trả lời ngang không, nó trả lời ngang mà cái gương mặt nó rất là hùm hổ lại với mình. Nó nói là con không có đi làm gì hết á. Thì nói nếu con không đi làm gì hết, lấy gì con sống? Tại vì cả 20.000 đồng khi những cái tiền của con đi làm với tiền của Mạnh Thường Quân cho và tiền của Hằng xin tiền Covid cho con, cộng lại khoảng 20.000. Tới bây giờ con không còn một đồng bạc. Mà con nói con không đi làm gì nữa thì con lấy gì con sống? Cô Hằng không... Đó, cho nên Hằng mới nói, nếu như con không chịu đi làm, con sống bằng cái gì? Tiền của con đã hết rồi, không còn một đồng bạc luôn, thì con sống bằng cái gì? Thì nó vẫn trả lời một câu là con không có đi làm.
Thì Hằng mới nói ok, nếu con không đi làm thì con, cô Hằng không có chứa nữa. Tại vì chỗ này cô Hằng không có chứa cho con. Mỗi buổi sáng con đi chơi, xong chiều tối về lục ăn và có chỗ ngủ. Cô Hằng không thể nào chứa kiểu này. Mà cô Hằng, nếu cô Hằng chứa con tạm thời không cho ai, con không có ai sợ mà không có ai cho con mướn phòng, cô Hằng chấp nhận cho con ở, nhưng với một điều kiện con phải đi làm. Chứ không thể nào đi chơi mà ở trong căn nhà này mà mỗi ngày đi ra ngoài đi chơi suốt, mình đâu có biết nó đi làm cái gì, xong tối nó về nhà. Là một điều đó Hằng không thể chứa chấp như vậy được. Hằng không thể giúp người bằng cái cách đó được. Tại vì mình đang giúp người là để cho họ đứng lên và họ đi làm, có cuộc sống. Chứ không phải giúp nó là cho nó ỷ lại có cái chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ để mà nó đi ra ngoài nó chơi. Cái đó là mình đang giúp nó hư. Cho nên that's why Hằng nói thẳng, cô Hằng không chứa con nữa. Cho nên nó nói nó sẽ move out. Thằng nói ok, vậy con dọn ra. Chừng nào con dọn ra? Cái ngày phải có. Cái nó nói là 5 ngày nữa nó dọn ra. Ok, rồi Hằng cũng nói ok 5 ngày. Thì cái cuộc nói chuyện đó, nó nói 5 ngày nữa dọn thì ok, Hằng kết thúc. Hằng nói ok, rồi vậy được rồi, con hứa 5 ngày nữa dọn. Thì 5 ngày nữa dọn, cô Hằng không có hỏi chuyện con nữa. Rồi thôi, bắt đầu sáng. Sáng ra thì tiếp tục nó đi tiếp. Nó đi tiếp thì mới chiều hôm, tối hôm qua có một cái chị á, gọi cho Hằng là nói, chị nói chỉ có nhà hàng ở Fresno. Thì Fresno cách San Jose đây lái xe khoảng 2 tiếng, nhưng mà người ta nói là có chỗ ăn chỗ ở, người ta bao luôn chỗ ăn chỗ ở. Cho nên á, người ta mới hỏi Hằng á, có người nào không để giới thiệu. Thì lúc đó Hằng mới nói ok, chắc Hằng nghĩ là David. Thì Hằng nói ok, để Hằng hỏi David cơ nha. Thì Hằng chạy ra Hằng hỏi David. Hằng nói David ơi, có người làm nhà hàng bao chỗ ăn chỗ ở nè, con có chịu hay không? Thì nó đang ngồi trên bàn nó ăn cơm á mọi người. Nó trả lời thẳng với Hằng một câu, không. Nó trả lời ngang vậy, không. Thì Hằng mới nói ok, con trả lời không. Như vậy bây giờ con định sống làm sao? Sống bằng cái gì? Đi làm cũng không đi làm. Rồi ở đâu mà có để cho mình ăn? Có chỗ ở đâu để cho mình ở? Thì nó ngồi làm thinh. Thì thôi, nó làm thinh thì nó không trả lời, thì mình biết mình nói cái gì được nữa bây giờ. Thì Hằng không có nói, Hằng mới bỏ vô. Ok, thì tối đêm qua, thì tối đêm qua bắt đầu cũng là trong cái phòng nó, là khi nghe được cái mùi cần sa. Cái phòng nó ở hiện tại là cái phòng của thằng Hùng ở hồi trước, cái phòng nhỏ nhỏ ở dưới nhà dưới. Thì anh Don ảnh ở đằng sau, ổng đi lên, ổng mới nghe, ổng nói không biết có phải không, ổng kêu Hằng đi xuống nghe thử cái mùi đó đi, có phải mùi cần sa hay không. Thì Hằng xuống thì Hằng nghe nó rất là nhẹ, mùi cần sa thật nhưng mà rất là nhẹ. Thì Hằng hỏi nó, tại vì cái đó chắc có lẽ là nó hút còn dính dương lên trên áo nó, hay là nó bỏ cần sa ở trong cái bát phát của nó, cho nên nó có cái mùi nhẹ. Chứ thật sự nếu nó hút ở trong cái phòng đó là cái mùi nó nặng, cần sa nặng dữ lắm mọi người. Cho nên cái đó chắc cái mùi khói còn dính lên áo nó thôi. Thì Hằng mới nghe, thì Hằng mới nói David, tại sao cô Hằng nghe có mùi cần sa, con hút trong phòng hả? Thì nó mới nói là không có, con đâu có hút. Cái mới nói là tại sao trong phòng nghe cái mùi. Thì nó biết là chắc có dính trong áo, trong bát phát gì đó. Thì Hằng mới nghe nó lục gột trong cái bát phát của nó, chắc có cần sa cho nên nó lấy, nó giấu gì đó không biết. Thì ok rồi thôi, nó ngủ tới sáng. Nó ngủ tới sáng nay, mọi người biết nó làm gì không? Là coi như nó định là nó không đi đâu nữa, chứ không phải là 5 ngày nữa. Coi như là nó ghê lắm, nó cố tình nó không đi. Nó phải là giác nguyên một cái vali đồ của nó ngoài xe vô nhà luôn. Bữa kia là cái bọc đồ của nó, cô Hằng giặt sẵn cho nó, thì nó có, nó mặc để bọc đồ trong đó. Bữa nay nó giác thẳng một cái vali bự vô nhà luôn. Cái Hằng cũng không nói gì hết. Xong cái nó chạy nó đi. Hằng tưởng đâu là nó giác vô đó để nó lấy đồ, nó làm gì. Rồi nó giục cái vali trong giữa nhà, chỗ cái phòng đó, nó chạy nó đi. Chạy ra xe nó đi mất tiêu. Thì Hằng mới gọi điện thoại, Hằng hỏi, tại sao con giác cái vali vô nhà, con giục đó rồi con đi đâu? Hả? Cô Hằng không có cho con ở đây, cho nên that's why nếu con không đi làm thì con phải dọn ra. Chứ cô Hằng, con không đi làm, cô Hằng không thể chứa chấp con, không có cho con ở. Thì nó nói, nó nạt lớn lắm chứ Hằng. Tôi sẽ dọn ra, tôi sẽ dọn ra, I move out. Mà nó nạt lớn lắm trong phone với Hằng. Cái Hằng mấy, Hằng lúc đó Hằng cũng giận. Hằng nói ok, con quay về, con dắt cái vali đi, đi liền bây giờ, mua liền bây giờ, và không cho ở một giây một phút nào nữa hết. Đó là Hằng làm thẳng với nó luôn mọi người. Và nó về và nó gom hết đồ và gom vác cái vali đi. Ok, ở đây là Hằng cũng thông báo luôn, hiện tại tình trạng của David là như vậy.
Tại vì nhất định một câu của nó là không đi làm. Nó trả lời thẳng thắn, rất là thẳng thắn, là con không đi làm. Mà con thích như vậy, con không đi làm. Thì bây giờ coi như nó lấy hết tiền và chiếc xe của Hằng cho nó luôn, thì bây giờ nó đi homeless, nó ngủ trên xe thôi. Nó thích nó chơi như vậy. Mà nếu nó chơi hết cái tiền, nó không có tiền thì tiền đâu mà đổ xăng. Thì có lẽ bán cái xe luôn. Và bán cái xe luôn thì vác một cái ba lô đi lên bờ, ngồi đầu này đầu nọ luôn. Như vậy thôi. Đó chứ giờ sao giờ. Chắc chắn là thằng David sẽ sống cái cuộc sống này. Đó. Cho nên thì thực tế hỏi That's why sao Hằng rất là thương thằng Hùng. Tại vì thật sự thằng Hùng nó lỡ lâm vào con đường hút. Nó biết đó là cái lỗi của nó có hút. Còn các bạn biết cái thằng David, nó không bao giờ biết cái lỗi của nó có hút. Mà nó nhất định, cô Hằng nói, nếu con hút, con nghiện, con phải đi cai nghiện. Không, con không có nghiện. Nó nạt lại Hằng. Mà nó nạt rất dữ tợn nha mọi người. Mà nếu như nó không được nói nặng nó, không được xúc phạm nó. Tại vì có lần ở bên nhà anh Khôi, người ta đang nói chuyện trong gia đình ở nhà, nó nhảy xuống, nó nói là nó dốc nó nói nó sẽ kêu cảnh sát bắt. Thì bắt đầu anh Khôi mới gọi điện thoại kêu Hằng qua, thì lúc đó Hằng không có ở nhà. Thì Hằng mới kêu anh Don, chồng của Hằng, chạy qua. Thì lúc đó anh Don nhảy lên, chạy lên trên lầu kêu nó xuống và bắt nó xuống xin lỗi chú Khôi. Và anh Don dẫn nó đi ra ngoài cho nó không đau lại và giải thích cho nó nghe. Người ta đang nói chuyện trong nhà, con không được quyền nói như vậy. Người ta nói chuyện nhà, chuyện riêng người ta. Nó nhảy xuống, nó nói là nói lén nó sẽ kêu cảnh sát bắt. Cho nên that's why khi Hằng giúp nó, Hằng đem về nhà, mà Hằng phải nan nỉ nó từng tiếng. Nếu như Hằng nói lớn nó, Hằng nói mạnh với nó, là nó nói hà rắc nó sẽ kêu cảnh sát bắt. Cho nên rất là sợ, nó không đơn thuần, đầu óc nó không đơn thuần. Cho nên Hằng đã dùng hết cái tình thương của Hằng từ lâu nay, trong 7-8 tháng nay giúp David, Hằng cho nó hết rồi, không còn gì hết. Mà ở đây á là nó gánh. Ở đây là cái hậu quả của nó gánh. Chứ nếu như nó biết nó có hút, cô Hằng giúp con đi cai nghiện, để con cai, để con về con làm lại cuộc đời, hay là bây giờ con có problem về cái đầu, bị mental, bị tâm thần, cô Hằng giúp con đi bác sĩ về mental hay là cái gì đó. Nhưng nó phủ nhận hết, nó nói không có cái gì hết, không cần phải nói động tới nó cái đó. Nếu nói động nó kêu cảnh sát bắt. Nếu mình nói động xúc phạm tới nó, những cái lời lẽ đó là mình đang xúc phạm nó sẽ kêu cảnh sát bắt. Cho nên thằng David nó không có nhiều cái comment là kêu Hằng có thể gọi điện thoại cho bà ngoại nó để bàn về cái việc của nó coi được như thế nào không. Thực sự bà ngoại không có cái trách nhiệm gì hết. Lâu nay bà ngoại thảy qua đây thì có bên đây Hằng giúp đỡ công an việc làm, sau đó cô Bích giúp được 2 tháng rồi đã xích vậy thôi, chứ không hề mình không có bàn gì với bà ngoại được đâu nha. Không có đâu, bà ngoại không có lãnh trách nhiệm về David đâu, chắc chắn 100%. Nếu thực sự gia đình của David nếu mà lo từ nhỏ thì David không có đi homeless từ 13 tuổi ha mọi người. Cho nên thì ở đây thì đây là con đường của David nó chọn, cho nên thôi thì đó. Cho nên Hằng chắc chắn một điều rằng thì bà ngoại của David cũng không có giúp gì được cho David. Cho nên Hằng nhiều người nói là gọi cho bà ngoại và bà như thế nào coi, thì chắc chắn là không có gì đâu. Có mấy lần trước đợt David cũng hư rồi ở bên nhà rồi dọn ra riêng ở đó, thì Hằng cũng có gọi nói bà ngoại, thì bà ngoại nói thôi nó bất trị rồi, bà ngoại cũng không có biết làm sao hết trơn á, là coi như bà ngoại không có trách nhiệm gì hết á. Đó chứ nếu thật sự gia đình có trách nhiệm thì David không có đi homeless từ 13 tuổi. Thật ra mình khi mình biết nó đi homeless từ 13 tuổi, 13, 14, 15 tuổi trong cái khoảng đó cho tới bây giờ á, thì mình rất là đau lòng. Tại vì một đứa con nít nó như vậy mà nó không có tình thương, không có mẹ, không có cha để mà lo cho nó mới đi bụi đời. Thì thật ra nó đi bụi đời thì dướng vào, tại vì con nít cỡ đi ra thì làm sao không dướng vào tệ nạn xã hội mọi người. Cho nên mình cũng có cho nó cơ hội giúp. Thì that's why từ cái thương đó mà chia sẻ lên, người ta thấy đứa con nít, cái mặt nó y như đứa con nít lúc nó mới gặp. Thì những cô chú bác anh chị em thương mới cho tiền như vậy để nó mới có cái cuộc sống tạm trong cái lúc đầu, để nó tìm được việc làm.
Đó thì ở đây á, thì chia sẻ lên cộng đồng mạng đó, thì những cái hoàn cảnh nào mới đầu mà những cái nhà hảo tâm thấy thương á, đều giúp cho lúc đầu vài tháng để có cuộc sống ổn định được hết á. Nhưng sau đó mình phải tự động đứng lên, mình phải tự mưu sinh, chứ không phải là ở đây giúp người ta nuôi mình cả đời, đâu có ai nuôi. Cho nên sau đó là Hằng không có nhận tiền trường hợp của David rất là lâu rồi. Và ngay cả bây giờ thì hầu như thì ai cũng biết hết về David rồi, thì chắc cũng không có ai cho nó nữa. Cho nên Hằng nghĩ là ở San Jose này có rất là nhiều người biết David, tại vì coi cái kênh của Hằng thì biết David. Nhưng chắc chắn bây giờ thì David sẽ đi lang thang trên một cái chiếc xe thôi, chạy xe thì đậu xe, ban ngày thì nó chơi cái gì đó ở đâu thì Hằng nghĩ ban đêm nó có chiếc xe nó ngủ trên xe đó, nó sống lang thang như vậy thôi. Thì không biết cái chiếc xe tới chừng nào nó bán thì thật sự mình cũng chưa biết. Thì không đi làm mà cứ đi chơi không, tiền đâu đổ xăng, rồi tiền đâu ăn, thì chắc cũng phải bán quả bán nhiều thôi. Nhưng mà bây giờ mình cho nó rồi thì mình cũng không có thể lấy lại được, tại vì mình nói một lời thôi, mình cũng người lớn rồi, mình cũng không thể lấy lại được, thôi kệ đi. Với lại thêm đây là cái cọng dây chuyền của Bích cho, thì nó hay lấy nó giục ở dưới cái phòng ngủ của nó á, thì Hằng mới lấy Hằng cất rồi. Và trước đó Hằng có nói với Bích, nếu như nó ok thì mình tặng cọng dây chuyền đó để cho nó làm một cái kỷ niệm, và để cho nó có cái động lực, có cái tinh thần. Nhưng bây giờ nó làm biếng, nó ăn chơi mà tiền bao nhiêu cũng không đủ, thì cái cọng dây chuyền đó liệu nó có giữ được hay không, hay là nó bán. Thì Hằng có nói với Bích rồi, Hằng nói là Hằng sẽ lấy lại và bắt nó trả cọng dây chuyền đó cho Bích. Nhưng mà Bích nói là Bích không có lấy, Bích nói với nó là Bích cho nó có bán hay không bán là kệ nó, nhưng Hằng không cho nó xài một cách hoang phí đó. Thì Hằng thấy cọng dây chuyền nó giục ở dưới phòng, thì Hằng mới lấy cọng dây chuyền Hằng cất. Và Hằng có nói với nó, Hằng nói David của Hằng cất cọng dây chuyền của cô Bích, tại vì nếu như con ok, con đi làm, con sống đàng hoàng, thì cô Hằng mới đưa cọng dây chuyền này cho con đeo để cho con có với người ta, và đó là một cái làm cái động lực. Còn con đi chơi như vậy đây, bao nhiêu tiền cũng hết, thì cọng dây chuyền này cũng bán. Và cái tình thương của người ta cho con đó đặt không có đúng chỗ, cô Hằng không có muốn như vậy thì nó làm thinh, chứ nó không đòi, không dám đòi cọng dây chuyền lại. Ok, cho nên Hằng giữ cọng dây chuyền ở đây, và có thể Hằng đưa cọng dây chuyền này lại cho Bích. Và khi nào mai mốt đó mà Bích thấy được những người nào mà có ý chí vươn lên, làm lại được cuộc đời sống tốt, Bích muốn gửi cái tình thương của cọng dây chuyền đó cho một người khác, thì Hằng sẽ trao cái cọng dây chuyền đó lại cho người khác. Còn hiện tại nếu như Bích muốn cho David luôn, cái đó của David, thì Hằng sẽ giữ cọng dây chuyền đó. Nếu một ngày nào đó David nó tốt hơn, biết đâu mình cho nó cơ hội nó sửa đổi lại được, nó làm lại được cuộc đời, thì cái cọng dây chuyền đó giữ cho đó làm kỷ niệm cho David, để David nhớ cái đó là món quà của cô Bích. Còn hiện tại bây giờ nó dọn ra nó đi, nó sống kiểu đó, Hằng không thể đưa cọng dây chuyền đó cho nó. Nó mặc dù cọng dây chuyền không có bao nhiêu tiền, nhưng cái lòng thương yêu của Bích đặt ở trong đó rất lớn. Hằng không có muốn cái đó nó bị vô ý nghĩa, Hằng không có muốn. Nếu đặt đúng chỗ thì Hằng cho những nhà hảo tâm cùng nhau với Hằng đặt, còn đặt không đúng chỗ Hằng không bao giờ đồng tình cho để mà đặt. Ok, rồi thì hôm nay thì Hằng chỉ có muốn nói bao nhiêu đó thôi, để cho tất cả các cô chú anh chị em biết thêm về cái tình trạng của David hiện tại như thế nào. Thì Hằng cũng mong cho David nó đi ra và nó sống một thời gian, nó cảm thấy cái sự giúp đỡ của mình nó mới trân quý. Còn mình cho nó sung sướng quá đó thì nó không có trân quý những cái gì mà lâu nay nó có. Cho nên bây giờ nó đi ra nó khổ sở một thời gian thì nó mới cảm thấy cái đó nó quý. Cho nên nếu như một ngày nào đó nó cảm thấy nó hối lỗi, nó cứ gọi điện thoại, ơi cô Hằng ơi, con muốn đi làm, cô Hằng kiếm việc làm giúp con, thì cô Hằng vẫn giúp con, chứ cô Hằng không có bỏ con. Ok, rồi video của Hằng tới đây Hằng xin tạm dừng. Rồi Hằng cũng cảm ơn tất cả những cô chú bác anh chị em
đã chịu đựng và lắng nghe nãy giờ Hằng nói. Nếu như mà Hằng nói có nhiều, Hằng nói có cái gì sai thì mong cô chú bác anh chị em tha lỗi. Ok rồi, Hằng cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, bye bye.